với kênh YouTube của cô Tin. Một tổng trường sắp tới rồi, không biết các bạn thấy như thế nào khi đi học lại? Chứ cô Tin thì nôn lắm, vừa được gặp lại bạn bè nè, vừa được mặc đồ mới nữa chứ. Hôm nay cô Tin sẽ bật mí cho các bạn một người bạn đồng hành cùng cô Tin trong một tổng trường, đó chính là MDK. Thời trang trẻ em từ 4 đến 17 tuổi đó các bạn. Ở đây có tất cả các từ tay quần áo mà mình cần, từ thời trang thường ngày đến đồ thể thao, đồ mặc nhà. Cô Tin sẽ chia sẻ cho các bạn cách phối đồ và những trang phục nào cô Tin sẽ mặc trong một tuần. Còn chờ gì nữa, theo chân cô Tin vào cửa hàng MDK ngay nào. Anh là đồng hải ta. Tên tên tên. Chiều thứ hai cô Tin sẽ mặc set này để đến chiều anh nhử nè. Mình chọn quần jean, áo hoodie vì đây là một lựa chọn thông minh dành cho con trai tụi mình, vừa thoải mái vận động mà vừa được khoe con chuột nữa. Cô Tin chọn set này để lăn lộn và đá banh vào chiều thứ ba sau ra trường nè, vừa thoải mái mà còn nhìn đẹp trai nữa, phải không? Thứ tư cô Tin sẽ ra ngoài đi ăn sushi cùng cả nhà nên sẽ mặc thật bảo bọc khoe nhẹ nha. Tháng sau mình sẽ được mẹ dắt đi biển nên mang theo bộ này cũng cực hợp, phải không mấy bạn? Cô Tin có lịch bán rổ vào mỗi chiều thứ năm nên chắc chở set này cho thoải mái. Nhìn mình với bạn này ai cool hơn? Mẹ hứa chở cô Tin đi xem phim nên chắc là nên chắc là mình sẽ chọn bộ này khá hợp vì thể hiện được phong cách của mình. Thứ bảy nên chọn bộ gì để đi học anh giao xong rồi sau đó qua nhà ông bà luôn ta? Khó hỏi quá. À, mình sẽ chọn bộ này. Set này nhìn vừa lịch sự vừa nhìn cool nữa, phải không các bạn? Áo sơ mi luôn là những lựa chọn của cô Tin khi phối đồ, chúng ta sẽ không bị nhàm chán. Bí mật này cũng nha. Để bạn đi ngủ chứ còn gì nữa. Thôi, Tin đi ngủ đâu. Các bạn thấy bảy set đồ và những gợi ý này như thế nào? Nếu thích thì hãy bấm link bên dưới để có cơ hội thoải mái mua sắm ở MDK. Ở đây có đồ cho tụi mình mặc, đi học, đi chơi, tập thể thao và đi ngủ nữa. Ta nào cũng có cho các bạn từ 4 đến 17 tuổi nè. Thôi, bây giờ Tin đã mua đủ rồi, bây giờ Tin phải đi về. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Bye cả nhà.